Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thông tin về hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vừa diễn ra sáng nay sẽ mở đầu bản tin hôm nay, ngày 12 tháng 6. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Sáng ngày 12 tháng 6 tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn đảng, toàn dân, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ đảng viên trong tu dưỡng rèn luyện, công hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Khẳng định những kết quả đạt được cũng như hạn chế tồn tại, Tổng Bí thư đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng quán triệt tập trung làm tốt 3 vấn đề: học tập và làm theo Bác và nêu gương của cán bộ đảng viên. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ đảng viên, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề để trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Trên nền tảng, kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với chủ nghĩa Mác Lênin trong mọi hành động. Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn sau hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ 21, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Ngày 11 tháng 6, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 bao gồm chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch nhánh: chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh. Chiến dịch chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại các địa bàn khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt năm 2020, khu vực biên giới, làng thanh niên lập nghiệp, các đảo thanh niên, các địa điểm gắn với các căn cứ và bến bãi của các tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, địa bàn có 16 dân tộc thiểu số, quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống và đặc biệt hướng về các địa phương, đơn vị đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Chiến dịch tập trung tổ chức các hoạt động mang tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của các đối tượng đoàn viên, thanh niên, nâng cao chất lượng các mô hình, hoạt động, các công trình, phần việc thanh niên, tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động tham gia đảm bảo an sinh xã hội, hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, hoạt động tuyên truyền giữ gìn vệ sinh, nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh COVID-19, tham gia hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, sản xuất, lao động, hoạt động tuyên truyền luật thanh niên, hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh và các ngoại ngữ khác cho thanh thiếu nhi, tổ chức kết nạp đoàn viên, hội viên mới. Trong chương trình phát động, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tiến hành trao tặng 27 công trình thanh niên cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc với tổng kinh phí của các công trình hoạt động là 16.215 triệu đồng. Cùng thời điểm tổ chức chương trình phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 cấp Trung ương tại 67 trên 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trên cả nước cùng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình phát động. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố quyết định kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án thu phí tự động, không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc giai đoạn 1 và giai đoạn 2.
Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải thông tin, mục đích của đợt kiểm tra để đánh giá việc triển khai thực hiện dự án thu phí tự động không dừng kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giai đoạn 1 áp dụng cho quốc lộ 1 đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng giai đoạn 2 theo hình thức hợp đồng BOO, xây dựng, sở hữu, kinh doanh. Qua việc kiểm tra sẽ phát hiện những ưu điểm để tiếp tục phát huy, xác định những tồn tại vướng mắc để kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm, đồng thời kiến nghị sửa đổi bổ sung chính sách, pháp luật chưa phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOO. Chánh Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân liên quan chấp hành nghiêm túc quyết định kiểm tra phối hợp với đoàn kiểm tra thực hiện theo đúng quy định, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, đặc biệt phải nghiêm túc chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đến ngày 12 tháng 6, thế giới có trên 175,9 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 3,79 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Một ổ dịch lớn vừa được phát hiện tại một nhà máy ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, với hơn 200 công nhân dương tính với COVID-19. Ngày 11 tháng 6, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo xác nhận có thêm 655 ca mắc COVID-19, trong đó có 49 ca nhập cảnh và 606 ca lây nhiễm cộng đồng. Như vậy, tính đến ngày 11 tháng 6, Campuchia ghi nhận tổng cộng 37.321 ca mắc COVID-19, trong đó 30.617 bệnh nhân hồi phục và 311 người tử vong, trong đó có 11 ca tử vong mới. Malaysia đã quyết định kéo dài thêm 2 tuần lệnh phong tỏa toàn diện tại nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Đại diện Bộ Y tế nước này đã đề xuất kéo dài lệnh phong tỏa toàn diện hiện nay thêm 2 tuần, từ ngày 15 đến ngày 28 tháng 6, và đề xuất trên đã được thông qua tại phiên họp. Nguyên nhân chủ yếu là do số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày vẫn cao hơn 5.000 trường hợp và tới ngày 10 tháng 6, bình quân số ca mắc mới theo ngày là 6.871 người. Quyết định của chính phủ Malaysia được cho là phù hợp với khuyến nghị của các chuyên gia y tế nước này. Như vậy, đến nay, Malaysia có trên 646.400 người nhiễm, 3.768 bệnh nhân tử vong do COVID-19. Chính phủ Nhật Bản đang xem xét hạ độ tuổi có thể sử dụng vaccine Moderna. Đối tượng có thể là trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Hiện vaccine Moderna mới chỉ được cơ quan y tế Nhật Bản cấp phép sử dụng cho những người trên 18 tuổi. Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, vaccine của Pfizer đã trở thành vaccine đầu tiên ở Nhật Bản được bật đèn xanh cho lứa tuổi này. Hiện khoảng 4% trong dân số 125 triệu người của Nhật Bản đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine. Bản tin sẽ tiếp tục với một số tin tức trong tỉnh. Ủy ban bầu cử huyện Quảng Hòa vừa tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Quảng Hòa, mặc dù cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ của toàn thể nhân dân, công tác bầu cử trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp. Huyện đã triển khai kế hoạch bầu cử, thành lập các tổ phục vụ bầu cử, đảm bảo đúng luật, công tác hiệp thương, lựa chọn người ra ứng cử và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, đảm bảo đúng tiến độ, dân chủ, công khai và đúng quy định của luật. Huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, phát hiện và giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm an toàn. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, đúng luật, an toàn. Cử tri đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Huyện Quảng Hòa có 11 đơn vị bầu cử cấp huyện, 129 đơn vị bầu cử cấp xã. Toàn huyện có 46.613 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,30%. Kết quả, huyện Quảng Hòa đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 6 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 33 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 376 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thị trấn, đảm bảo đúng cơ cấu thành phần theo quy định. Các đại biểu được bầu là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Hòa khen thưởng 24 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay, ngày 12 tháng 6, gần 5.300 thí sinh của tỉnh Cao Bằng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 với hai môn ngữ văn và tiếng Anh. Trong buổi thi đầu tiên, tại 29 hội đồng coi thi có 20 thí sinh vắng mặt. Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 của tỉnh Cao Bằng có tổng cộng 5.296 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 29 hội đồng coi thi tại 10 huyện thành phố với hơn 200 phòng thi, điều động gần 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Ngày thi đầu tiên diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi, tuy có nắng nóng, không oi bức, không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của các thí sinh. Đặc biệt, kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19. Vì thế, tại 100% các hội đồng coi thi đều bố trí cán bộ y tế, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế và điều kiện phòng dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, phòng y tế, phòng thi, dự phòng. Đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn cho thí sinh dự thi và các lực lượng tham gia coi thi. Cùng với đó, lực lượng an ninh được tăng cường điều động để giám sát, bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho các hội đồng coi thi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022, với mục đích phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, toàn tỉnh sẽ tuyển khoảng 70% số học sinh lớp 9 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, số còn lại sẽ theo học nghề. Sáng ngày 12 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho các đối tượng ưu tiên. Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch theo Nghị quyết số 21 NQCP ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19. Trong lần tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2, các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị phục vụ cho công tác tiêm chủng vaccine COVID-19, bao gồm khu vực chờ tiêm, khu vực tiếp đón, phòng sàng lọc trước khi tiêm, phòng tiêm, khu vực theo dõi sau tiêm chủng, bàn nhập dữ liệu người tiêm trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Trong quá trình tiêm chủng, cơ sở tiêm chủng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện đúng các yêu cầu đảm bảo an toàn tiêm chủng và công tác phòng chống dịch COVID-19, bao gồm khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm, thực hiện tiêm đúng chỉ định, theo dõi sát sau tiêm 30 phút và hướng dẫn người tiêm tiếp tục theo dõi ít nhất 24 giờ sau đó, chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu trong trường hợp xảy ra phản ứng sau tiêm chủng. Trước và trong quá trình tiêm, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đều bố trí các đoàn kiểm tra giám sát, hỗ trợ công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn tiêm chủng. Kết quả, tính đến 11 giờ, ngày 12 tháng 6, cơ sở tiêm chủng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiêm cho 204 người, trong đó có 40 người được tiêm mũi 2 và 164 người được tiêm mũi 1. Để triển khai thực hiện tốt việc tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật rà soát lại các điểm tiêm chủng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo thực hiện tiêm vaccine an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng và đúng tiến độ. Tổ chức tập huấn về thực hành tiêm chủng an toàn trong quá trình sử dụng vaccine phòng COVID-19. Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 tại xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, Hội doanh nhân trẻ tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương. Nhân tháng hành động vì trẻ em, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh và đại diện Hội doanh nhân trẻ tỉnh đã trao 15 suất quà và học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học của huyện Bảo Lạc. Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã đến thăm tặng quà khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 6 gia đình chính sách, thăm động viên và tặng quà cho 4 chốt, 1 trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và gia đình anh Thảo A Dì, trú tại xóm Nà Tao, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc bị cháy nhà. Huy động 60 đoàn viên, thanh niên tổ chức phát quang đường biên mốc giới, mốc 585, 587 trên địa bàn xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tổng giá trị các phần quà, học bổng trong chương trình gần 20 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình, trước đó tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh đã phối hợp với huyện đoàn Bảo Lạc tổ chức sinh hoạt hè, cắt tóc miễn phí cho 30 em thiếu nhi tại trường Phiêng Mòn, tổ chức tuyên truyền phổ biến, tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước và dạy bơi cho 15 em thiếu nhi tại thị trấn Bảo Lạc. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Cao Bằng năm 2021 được triển khai từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức các hoạt động tại các địa bàn khó khăn, các xã điểm về đích nông thôn mới, ưu tiên các địa bàn huyện nghèo, xã nghèo, địa bàn có dân tộc thiểu số và tổ chức bàn giao hè, sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư với chủ đề Hè vui, an toàn cho em.
phấn đấu thực hiện 12 chỉ tiêu cơ bản trên các lĩnh vực. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.